em về cùng vàng lầu son. Chuyện đôi mình ngày thơ, em ước rằng ở ngoài trần gian ta sẽ mãi bên nhau dưới muôn vì sao sáng soi hồng trần. Rồi có chuyện ngày thơ cứ xa dần như làn mây mờ. Nàng ngồi hồng tuổi xuân biết bao chàng ngơ mộng mê say. Chiều thu buồn nào hay em ra từ theo về nhà ai. Bao di vãng thơ ngày với bao lâu đài gửi theo gió mây. Rộn ràng thấy cô hàng xóm cái duyên tình thắm bên trong giàu sang. Sao khi lòng buồn thiếu mưa trên khắp núi đi về chiều chốn xưa buồn tiêu điều cho lòng anh mãi thương tiếc nhiều. Thôi xin trả lại nhau tôi cho mình lỡ lúc mơ dại ngờ biết chân ai còn nhớ có anh hàng xóm vui buồn ngày thơ. Xuống trần khiến bao chàng mê say, tôi ngủ mơ ôm người trong mơ để bây giờ mộng đã bay theo gió bay theo mây. Rồi câu chuyện ngày thơ cứ xa dần như làn mây mờ. Nàng ngồi hồng tuổi xuân biết bao chàng ngộ mộng mê say. Chiều thu buồn nào hay em ra từ theo về nhà ai. Bao di vãng thơ ngày với bao lâu đài gửi theo gió mây. Rộn ràng thấy cô hàng xóm cái duyên tình thắm bên trong giàu sang. Sao khi lòng buồn thiếu mưa trên khắp núi đi về chiều chốn xưa buồn tiêu điều cho lòng anh mãi thương tiếc nhiều. Thôi xin trả lại nhau cứ thơ mình lỡ mơ dại ngờ biết chẳng ai còn nhớ có anh hàng xóm vui buồn ngày thơ. Còn nhớ có anh hàng xóm vui buồn ngày thơ. Cô tin của ngày thơ nay quên hết những đêm đợi chờ. Để anh chàng vua khờ ôm mộng mơ nhớ hoài ngày thơ. Nếu biết tình ta đã lỡ làng thì thôi em hãy bước sang ngang vui bên tình mới sao em khóc để nát lòng tôi khúc muộn màng.
chúng mình không còn yêu nhau thì thôi. Em nói ra đi chẳng đến một lời. Có gì mà ngại em ơi, có gì mà đành gian dối, anh không thể kết tội em đâu. Duyên tình không vẹn xéo heo làm chi, anh cũng như em sướng vui được gì. Chẳng tha đường tình đôi ngã, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kịp mất đôi ta từ đây thôi bé bàng, kỷ niệm chôn kín trong tim. Đời sẽ đổi thay và tình yêu xóa mờ, bận lòng chi mỗi duyên hờn. Duyên tình không tròn xa nhau là hơn, gian díu chi thêm đớn đau tủi hơn. Có gì mà ngại em ơi, chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương xin đừng lụy vương. Câu giàu sang quên kẻ cơ hàng, chữ nghèo còn mang nơi người xưa đã bước sang ngang. Thương nhau cớ sao cho tình ta gian dở duyên đầu, lời thương hôm nào sao bây giờ nỡ đành phụ nhau. Mới ngày nào đây mình hẹn nhau đến câu bạc đầu, mới ngày nào đây lời hẹn thề ngàn năm khó phai. Giờ sao đôi thay quên tình xưa quên cả hẹn thề, người vui bên trong anh bên này nuốt lệ buồn trong. Không đánh mà đau, không đánh mà đau, không đánh mà đau khi người xưa đã bỏ ta rồi. Không đánh mà đau bởi người xưa giờ xa mất nhau. Ai rồi khiến chi tình chẳng ra gì, vì đôi tay trắng thân anh nghèo như mực mộng tơi. Nuốt lệ buồn đau khi tình xưa đã lỡ nhịp cầu, nuốt lệ buồn đau khi tình ta đã xa mất nhau. Người ta đón dâu riêng mình tôi thui thủi âu rầu, nhìn em qua cầu anh nghe lòng chịu nặng buồn đau.
mới ngày nào đây mình hẹn nhau đến câu bạc đầu, mới ngày nào đây lời hẹn thề ngàn năm khó phai. Giờ sao đổi thay quên tình xưa quên cả hẹn thề, người vui bên trong anh bên này nuốt lệ buồn trong. Ai vui bên trong anh bên này gạt lệ buồn trong. Không đánh mà đau, không đánh mà đau, không đánh mà đau khi người xưa đã bỏ ta rồi. Không đánh mà đau bởi người xưa giờ xa mất nhau. Ai rồi khiến chi tình chẳng ra gì, vì đôi tay trắng thân anh nghèo như mực mộng tơi. Nước lệ buồn đau khi tình xưa đã lỡ nhịp cầu, nuốt lệ buồn đau khi tình ta đã xa mất nhau. Người ta đón dâu riêng mình tôi thui thủi âu rầu. Nhìn em qua cầu anh nghe lòng chịu nặng buồn đau. Người ta đón dâu riêng mình tôi thui thủi âu rầu. Nhìn em qua cầu anh nghe lòng chịu nặng buồn đau. Không đánh mà đau, không đánh mà đau. Bà xã ơi, bà xã. Dạ, bà tôi nói nghe nè. Hôm nay tôi có cái kẹo này thơm lắm nha. Bây giờ bà ở nhà, bà lo cho sắp nhỏ. Tôi đi bài với người ta một chút xíu thôi, tôi về liền. Cái gì? Ngày nào ông cũng nói ông đi chút xíu đó, mà ông đi từ sáng cho tới tối ông mới về à. Tôi thấy ông ăn với nhậu không à, không có thấy làm gì hết trơn á. Cái điều này tôi nghi quá à nha. Mới sáng tinh mơ mà ông tùm ba tùm bay, la cà quán dưới rồi lại nhậu lên quán trên. Tôi đi giao lưu bà cùng nói, tôi đang tính chuyện làm ăn mới, kiếm thêm thu nhập để lo cho bà và các con thờ. Ông nói ông lo mà sao sáng sai chiều xinh, con thì no đói no đòi, ông không có quan tâm gì hết trơn á. Không lẽ tôi lo bà cái chuyện nho, con khóc con la có bà đó. Ráng đi phen này tôi về bà sẽ vui liền. À, vui ha. Ông đi từ sáng tới khuya, quán nào có mấy cù đào, chân dài chân ngắn ông lao vô, xô đề xô đó ông bao lâu. Làm ăn thì phải tính xa, tính hoài phải chờ đúng thời cơ. Tôi đang đầu tư kỹ thuật số, chiều nay chỉ cần ra con số, sắm xe xây nhà để mà rạng rỡ với người ta. Có không? Thôi thôi ông ơi, ông đừng mà mơ mộng nữa. Tôi nói thiệt mà. Chiều nay hết gạo, ông còn ngồi nổ như bom. Hôm nay tôi đi lần sau cuối, cuối nếu không có kèo làm ăn mới, tôi sẽ ở nhà cùng bà lo các con thơ. Trời, bữa nay mày đặt nghe nữa. Bộ ông tính lệnh tôi làm tôi cho ông đi hả? Không dám đâu. Muốn đi không? Muốn. Muốn đi á thì giặt hết thao đồ đi ha, rồi quét luôn cái nhà nữa. Ủa, còn cái thao chén chưa rửa nữa, rửa luôn rồi đi nha. Trời ơi, vậy còn đi đâu nữa? Thôi thôi, tôi đi gấp lắm rồi, để tôi về rồi tôi làm nha. Thôi tôi đi nha. Khoan, bà ở nhà đi, bà tin tôi cũng có gái gú rồi đâu bà lo. Có kèo rồi thơm mà, tôi đi kiếm tiền. Tôi thiệt mà nha. Dương Ngọc Thái, đứng lại. Mới sáng tinh mơ mà ông tụm ba tụm bay, la cà quán dưới rồi lại nhậu lên quán trên. Tôi đi giao lưu bà cùng nói, tôi đang tính chuyện làm ăn mới, kiếm thêm thu nhập để lo cho bà và các con thờ.
Ông nói ông lo mà sao sáng sai chiều sỉnh à? Con thì nó đói nó đòi ông chẳng quan tâm. Không lẽ tôi lo bắt chuyện nho, con khóc con la của bà đó. Ráng đi phen này tôi về bà sẽ vui liền. Ông đi từ sáng tới khuya, quán nào có mấy cô đào. Ai đồn vậy? Chân dài chân ngắn ông lao vô, xô đề xô đớp ông bao lâu. Làm ăn thì phải tính xa, chứ phải chờ đúng thời cơ chứ bà. Giờ đúng chưa? Tôi đang đầu tư kỹ thuật số, chiều nay chỉ cần ra con số, sắm xe xây nhà để bà rạng rỡ với người ta, chịu chưa? Thôi thôi ông ơi, ông đừng mà mơ mộng nữa. Tôi nói thiệt mà, chiều nay hết gạo rồi đó, mà ông còn ngồi nổ như bom à. Hôm nay tôi đi lần sau cuối, nếu không có kèo làm ăn mới, tôi sẽ ở nhà cùng bà lo các con thơ. Thiệt không đó? Tôi cho ông đi lần sau cuối, nếu không có kèo như ông nói, okay. Ông dám cái mặt về á thì ông phải chết với tôi. Được rồi, bà cho tôi đi nha. Tôi hứa với bà, nếu không có kèo thơm á thì bà muốn làm thì tôi bà làm.